Rồi, trận tiếp theo là giữa chiến thần Asina với lại Gun, cuộc chiến không bao giờ có hồi kết. Bây giờ mấy ông top bán ngặt đâu có ai mua, khó mua. Toàn bị sợ mua về dính refund không. Có ạc tu bán rỉ nè mà mấy ông đâu có ai mua đâu. Ạc tu đợi tới lúc Goketsu tôi bán có tiền nè. Ạc tu đợi tới lúc Goketsu tầm 300 vé bán ạc. Bán ạc Han XR 300 vé có đủ 6 đá anh hùng, 2 đá quái nhân, đầy đủ hết tất cả cái tướng XR cộng trong meta. Ngọc quyết đấu cân bằng đầy đủ tiêu chuẩn giá năm cũ. Chưa nobody ạc, chưa ạc nobody chưa ai mua mà. Tự nhiên ạc giveaway, đâu ra có chuyện, đâu ra câu chuyện giveaway. No, không có chuyện giveaway nha. Ở đây không có khái niệm cho không. Làm clip free thì được chứ ạc thì không có khái niệm cho free. Tự nhiên giveaway. Phải như mà kênh mà viewer mà donate đầy đủ đồ, donate đồ nhiều xong rồi kênh phát triển đồ lớn xong rồi được chạy quảng cáo có thu nhập đồ xong rồi mình giveaway mình chi ăn viewer chứ cùng đằng này mẹ làm video không có tiền, video được có like bữa giờ chim 2 tiếng đồng hồ được có 998 đồng vô giveaway quay tự nhiên cho không nha, đâu ra làm gì có chuyện đó, không có. Đâu hôm bữa hạ giá xuống còn có 300 mấy à, hạ giá xuống còn có 300 mấy mà chưa có người mua chứ. Có BK cụm mới thì phải có ạc, quan trọng là anh phải có ạc, hiểu không? Có ạc thì mới vô coi review cụm mới được chứ còn mà bây giờ không có ạc thì sao review? Mẹ tôi có thiệt với ông á, mẹ ở đây dân Việt Nam hay lắm. Cứ ngồi cứ chơi cho đã, con này phế cho con đã được á. Ông thấy được chơi con Boros không? Mẹ chơi con Boros phải cước ra, mẹ chơi con Boros lên bờ xuống ruộng không? Xong mấy ông thấy không? Mẹ lấy Boros còn nhiều hơn người lấy Kabuto. Chơi cũng chơi, chơi cho cố vô, mẹ lấy con Boros còn nhiều hơn lấy con Boros sợ lấy còn nhiều hơn cái con chày luôn á. Tại vì mấy lúc đó mấy ông nhịn hết nổi rồi, mấy ông bỏ con đồng đế rồi, mấy ông nhịn hết nổi rồi. Trong tới con Boros ông nào cũng lấy hết. Ở chơi càng chơi tôi thấy là chơi con nào càng nhiều thấy lấy con đó càng nhiều mà trong cái đó được con Sam thì là ít người lấy, được con Sam thì tôi thấy ít người lấy hơn. Mẹ đợt mà tôi cầm 170 vé mẹ tôi quay con chày mẹ đúng liều lĩnh luôn á. Đúng rồi, được thì tôi cũng làm clip tôi phân tích rồi mà.
đã có chày rồi thì không không cần Sam, không nhất thiết cái cần Sam. Đủ tính ra là Asina là tháng nào cũng con thức tỉnh hai hết ta. Đâu anh lấy chày là anh quay 264 vé, nhưng mà cái lúc mà anh quyết định quay con chị hai là trong người anh lúc đó chỉ có 170 vé thôi. Cái lúc mà anh quay con chị hai là lúc đó anh chỉ có 170 vé thôi, xong rồi anh quay anh bị thiếu, anh còn quay đếm ra lỗi luôn. Nhưng mà tới ngày cuối cùng anh mới có được con chị hai mà. Tới ngày cuối cùng, cái ngày gần cuối áp ngày gần cuối anh mới có được con chạy hai mà. Ừ thì meta tốc độ trở lại đúng rồi, đam DOT là bên nào đam trước mà nó ăn mà. Không làm gì mà 170 vé mà sao mà ra được chị hai mày. Má cuộc đời anh chưa bao giờ anh quay được double, quay được double Silver chung rồi. Còn Silver Việt Nam mà anh chưa quay.